Em đợt này mình giới thiệu với anh em về cái sự công phá của cái mẫu rìu Nhật này, một mẫu rìu được rèn bằng hai lớp thép của Nhật, hàng căng đét chuẩn xịn của Nhật. Thì đợt trước mình có test chặt sắt nhưng mà anh em kêu chặt yếu quá, chưa thấy tin tưởng. Đợt này mình chơi lớn, mình sẽ chặt những vật liệu cứng hơn, và những vật liệu cũng là anh em hay gặp với quá trình mà cái đụng trúng nó thì cũng không xi nhê gì. Đầu tiên mình chặt cái sắt ống này. Chết mẹ, cứng cái đều. Ô, cũng sao, không xi nhê gì nha anh em. Trúng cái đều cũng xi nhê gì. Đó. Anh em xem cái lưỡi nè, không hề hấn gì nha. Đó. Bây giờ là mình chơi lớn hơn. Chơi thép Nhật. Hồi nãy là có ống tiếp của Việt Nam thì có thể anh em nói là nó yếu, nhưng mà lần này mình chơi thép Nhật nó cứng, nó bền hơn. Mà nếu mà nó mà banh cái lưỡi này á là anh em mới không tin tưởng, nhưng mà mình chặt ok là anh em phải tin chắc rằng cái hàng này nó phải ngon. Rồi quất một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, anh em xem đi. Đó, lần này mình chặt hết sức luôn á, thử lại một lần nữa anh em tin tưởng nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Anh em thấy chưa, chất lượng tuyệt vời. Đây là những cái vết chặt của nó nè, lưỡi không hề bị mẻ nha anh em. Đây vết búa mình đập nó xuống đây. Rồi mình bán cây này với giá chỉ có 600.000 chi phí vận chuyển một cây. Khi nào anh em đặt hàng mình sẽ gửi cây còn zin như thế này đó anh em sưu tầm hoặc là mua sử dụng, sẽ không gửi những cây mình đã test qua và những cây mình đã thử để đảm bảo được cái uy tín của bên mình. Rồi mình xin kết thúc video ở đây, xin cảm ơn anh em.